Đứa trong nhà ăn hết chưa? Mày chẳng biết gì cả, trẻ con bọn nó, trẻ con mày biết không, ăn mỡ này nó mới béo mới ngậy. Đứa của em 1 triệu mới đủ, đồng lắm giờ đấy, đội quần kia rồi mà. Cái chị có người lớn xe 20 người. Ôi dồi, đồng lắm trẻ con. Cơm đi, ăn đi, nó à. Ừ. Rồi thống nhất không rượu chè nhá, cất rượu nhá. Nhanh nhanh lên. Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ nấu một bữa cơm ở đây với cả bà con. Có mấy người thì vẫn đang làm, còn đâu là cử các em về hộ nấu cho 2-3 người về nấu. Anh Sò với cả em Lử về chỗ nhà em Lử đây. Còn mấy em gái và hai em ấy kia thì vẫn làm trên đó. Và có em Chính Sình với cả em A Giờ về đây hộ nấu cơm nữa. Chiều nay thì Thắng sẽ di chuyển sang mé phía bên khu vực Lũng Pù kia. Còn cái chương trình mà chị Hạnh chị giúp trao dê cho bà con thì vào chiều thứ hai Thắng sẽ cùng với cả chính quyền địa phương sẽ trao lại 24 triệu cho bà con ở khu vực Hoang Mạc Đá nhé, để có được con dê, có được con vật nuôi cho các hộ gia đình. Đây là một cây đào mà các bác thấy là cánh hoa của nó ở đây rất là to luôn. Đó, nghĩ ở đây là cánh hoa bự. Còn nấu cơm ăn cơm ở đây. Đó. Đây. Các bác thấy cánh hoa nó dày không? Cực dày luôn. Đẹp không? Bên kia đèo Mã Pì Lèng. Đây. Cành đào đây. Bây giờ anh em Thắng đi hái rau không? Con đào đang nở trên đây đẹp lắm. Này nụ to như nhỉ? Nụ to lắm mà cánh dày. Bắp cải ở đây kém nhỉ? Đấy các bạn nhìn thấy đất nó họ khô cằn ở đây này. Bắp cải kém. Đây nhặt cái này này. Đây hôm qua cũng có người nhặt rồi này. Đấy. Rau đây hiếm quá. Qua ở cái làng rau kia thì rõ nhiều, nhiều loại rau. Loại này ăn nó cay ngon. Ăn rau này một lần nghiện luôn đấy các bạn. Tài biết làm rau này chưa? Hả? Biết làm rồi. Sang bên kia có nhiều hơn. Vườn rau cải dưới khe đá. Rau này biết là rau ngon. Rau sạch. Đấy, bé bé này thôi mà ngon lắm. Ăn nó cay cay lên mũi. Trời lạnh này. Ăn thông mũi. Hôm qua ăn ngon thật đấy nhờ. Yeah. Nghiện đấy. Ăn đúng hôm qua ăn không còn tí nào luôn. Hôm nay thằng Sình nó hái kia nhưng mà chưa ăn thua. Hái thêm. Tại vì là Thắng biết là tí nữa Thắng không ăn thịt nhiều. Thắng ăn nhiều thịt lắm này. Để cho bà con ăn thịt này. Nó được nhiều chứ nhỉ? Đây cũng được nhiều nhiều. Mình cầm mà nói rơi hết đi rồi. Cầm cái rổ xuống. Ây da, à giờ hôm nay chủ tài nấu cơm đây à? Đầu bếp chính à? Bà ngày thoải mái thịt ăn. Bà con ăn tẹt bộ đi. Cứ sợ không đủ. Đấy, cho rau cải này. Đấy. Ngon nhỉ. Đấy, món rau. Rau này tí nữa thái ra. Không cho vào ấy, không phải rửa đâu. Không rửa? Rau này không phải rửa. Yên tâm. Không rửa nó nhỉ. Ừ. Mandy nó lại khóc đây. Ở hải đoàn nó rồi, nó xin rồi. Đây là cái nồi mà
cho xương cho thịt vào đây rồi. Giờ anh em Thắng đun nấu chờ bà con về. Thằng ấy nó đã bảo đi mua rượu à? Rượu ít mà. Thế à? Sẽ là không uống mà, mua chiến. Tại vì chiều con làm à? Rượu đây phải xuống dưới bà đi mua này. Xứng với trên nhà. Vớt ốc ra trước. Đấy, để tí làm nước chấm. Cắt túi bóng ra luôn. Đấy, nướng ớt thì để giã. Cứ xếp dài ra là được. Sao tự nhiên thế? Còn hết rồi đây, trong này có thịt thôi. Đưa anh xem nào. Chắc lại chín rồi đấy. Chín rồi. Chín chưa? Lau một tí để nó ra. Cái lưỡi chín rồi nhỉ? Mày có cái lưỡi rồi. Cái lưỡi chắc phải chín rồi đấy. Lưỡi thì chín rồi. Cái lưỡi chắc là chín rồi. Lấy ra một bên. Bổ ra thử nào. Con dao đâu? Chưa được, chưa được, chưa được. Đợi đi, đợi đi. Chín lòng gan thôi. Được rồi, đợi thì đợi vung vào. Rồi, để em bàn kia. Cho muối vào dã. Có chảy dã ớt không em? Thế thì dằm bằng đũa đi. Làm, em làm. Cho vào đi. Không cho được thế đâu. Xình mày bê nồi nước nóng đổ đây cho anh với. Nhanh để làm canh cay. Cải cay. Nó không xẹp ruộng. Chủ yếu là món này mới ngon. Anh thích ăn món này thì bà con cho bà con ăn thịt. Bà con nghỉ chưa nhỉ? Bạn nghỉ chưa? Mấy em nghỉ chưa? Nghỉ rồi. Nghỉ hết rồi à? Ừ, thôi nhanh tay. 11 giờ rồi. Nhà bên cạnh này không có cái ấy nào à? Không có cái miếng ván nào à? Không có nhà nào có ván à? Không. Có ván không, hay không là không có? Tháo cái cửa này ra. Cởi cái dây này ra. Lấy cái cửa này làm bàn được. Được. Xong rồi tí nữa lại buộc vào. Này, tháo ra. Tháo cửa ra. Thì mới có bàn ăn cơm. Chẳng nghe này bảo tháo cái bàn thờ thì tôi chịu. Hả? Bàn nào? Không có bàn, bàn bé tí chứ không được. Bàn này giải đây ngồi chung. Cái này buồn thôi. Đổ cái xong bằng xình là đợi đậy luôn nhá. Nhìn như chất luôn. Dàn đều ra cho nó xẹp xuống. Nhanh như chớp luôn đấy nhá. Đấy. Bác nào biết làm cải cay
Rồi đợi bạn. Okay rồi. Rồi mang đi gặn nước đi. Mang đi ra ngoài. Gặn nước ra luôn anh. Ừ. À sống luôn anh. Không, tí nữa làm cải cây đây. Ba bốn cây ghế lên nào. Không cần, đây bây giờ đặt ra đây. Cây viên đá lên. Bàn còn... này là chưa từng có ở Việt Nam. Tháo cửa ra. Là bà chưa từng có ở Việt Nam nhé. Rồi rồi đây chỗ đấy rồi. Lùi vào đây tí cho mát, không là người ngồi kia nó không sao. Đây cho ngang bên này, cho xuống bên này. Thế bên này không ngồi được nhỉ? Thôi được rồi, thế lại dây dọc rồi. Cho đặt mấy viên đá vào dưới cho nó cao một tí đi. Nhưng mà nó canh à? Không, anh cứ đặt 4 viên đá vào, 4 góc, cứ đặt đi. Anh nhặt 4 viên đá vào này. Kênh làm sao được. Bây giờ ấy đi chặt cho tàu lá chuối, 2-3 tàu lá chuối để giải đồ ăn. Trên này có lá chuối này. Có gì cho vào canh nữa không nhỉ? À? Có rau gì cho vào canh nhỉ? Bắp cải kia là của nhà ai? Từ nãy bảo vệ sĩ. Thế bảo vệ. Kia kìa, cái bắp cải kìa. Đi hai quả về đi. Của nhà sử à? Của nhà sử đó. Thế thì xuống đấy. Đi lấy. Đây. Món ớt đây. Dã vũ á, xong rồi cho ốc vào. Ốc này như kiểu bé bé nhỉ? Mình tưởng là ốc bò mới to nhỉ? Ốc bò nó cứng nhỉ? Cứng hơn ốc lợn, không mềm như ốc lợn. Được chưa? Thế thôi. Nào, cho này nhá. Dằm đều ra. Đấy. Món này nước chấm thì quá đỉnh cao. Cái chốt cửa. Chốt cửa à? Mang ra làm mấy à? Chảy à? Phải chốt cửa không? Không phải đâu chứ. Không phải đâu. Phải. Thằng Tài mày lấy cái chốt cửa ra. Chốt cửa. Hay là chủ nhà lấy cho đấy. Làm đấy. Nhặt ở đây đi mà. Nhặt ở đây thì ra đúng là chốt cửa rồi. Ghé. Đấy chốt cửa. Đúng là cái chốt cửa thật. Tối này người ta lại không có ra cái chốt cửa. Được rồi, đấy tí nữa. Được rồi. Tí nữa ấy thêm. Tí nữa chia ra hai bát này nhá. Để đổ nước canh vào. Được rồi anh ạ. Được rồi, thế thì mang ra đi. Bê cả nồi ra xong múc ra. Xách ra xong rồi ấy. Cho bắp cải vào. Bột thịt ra xong rồi cho bắp cải vào. Ừ. Cho vào đây cho nó đây, xoay cho nó đó. Nó nóng mới thái được. Thái cho nó hơi chậm này nhá. Chậm làm nhanh lên bà có đó rồi. Chưa rồi. Còn gì đây? Ủa cái gì kia? Bóng bẩy. Ôi dồi. Cái này ngoài không rạch ra à? Sao có quả? Ôi, quả đấy ăn được không ấy? Rạch ra rồi. Chưa? Ra rồi. Sao nó phồng thế này? Chưa. Đâu quả trứng này. Ăn được, quả đấy có thấy không ăn được? Không, ăn được. Ăn được. Nhiều tí đấy. Thái luôn đi, ông nào thái luôn được ấy. Khi cả thịt. Đấy, ngon đấy, còn đâu cái mảnh xương chứ, lưỡi, lấy lưỡi ra. Đấy. Quá tuyệt vời. Cho nó hầu lại được ạ. Cho rau nó rồi, xương ấy được rồi, cho lên. Xương nó nấu canh. Nấu canh cho lên sao? Để. Nó là hồi hấp cua rồi. Cho thêm tí nước canh vào. Đặt xuống đất thôi.
cầm bắp cải bổ, cầm tay bổ phát ra được mà. Mấy anh em mày không biết làm à? Đấy, giời ơi. Thịt xóc muối à hay là làm gì đây? Chấm luôn nhá. Gọi mấy chị em gái về đi. Ui dồi, đây lá chuối rách tá tơi này. À, thái luôn rồi. Linh này người Mông thì chắc là biết thái thịt nhỉ. Đấy, được đấy. Thái to mà mỏng mỏng tí nhỉ. Đây là còn mỏng rồi đấy. Đây à. Mà con thái còn dày như ngón tay cái. Như ngón tay cái. Ăn chấm muối rồi tuyệt vời lắm. Tuyệt vời nhỉ. Này được ạ. Đầu với hai cái chân giò nha các bác nhá. Nên là lòng gan nhá. Dừ quá rồi sao cái đấy. Nhỉ. Ăn này mới tuyệt vời. Đỡ, các cụ già rồi. Đỡ phải nhai nhiều. Ra mi nhựa về đây bác cho miếng thịt nhé, đây về đây nó tha, à, nó cay nhanh về đây say đó, về đây rồi, xin bác chưa cháu này đứa à đang ăn cơm không đúng rồi ăn đi nè. Cho cái gì ngon cho ăn nhỉ. Đây không sao, bọn này nó ăn thịt mỡ mỡ nó quen à, thằng kia xin bác chưa. Ờ. Nào, đây. Từ từ thôi, mạ. Đây. Xin bác chưa? Ui, chạy đi hết rồi. Cho miếng này nặng về cho cái này đi. Ui, cho miếng mới cái này. Đây làm đấy. Nó có sợ. Đây. Đấy, nó hả? Ta mở chơi dạo trông nó. Đây mấy lỗ biết không ăn chưa? Nào mấy thằng kia lại về đây, ăn hết chưa? Về đây, bảo đấy nhanh, bảo đứng về đây. À. Mấy thằng đứng bên đây nhanh lên, bảo nó đứng bên đây, nó đi bên đây. Ừ. Đấy giờ thịt mỡ bọn nó ăn mẹ ác, bọn này chẳng biết cái gì cả, đúng nào, đứng đây bên đây nhanh, bên đây nó đi. Ăn đi xong rồi cho miếng khác nhanh lên, nó đi. Ăn như ăn bánh á, đang ăn thịt mà bà ăn như ăn bánh. Thằng này mày thằng xinh này, toàn vớ vẩn. Ăn đi, ăn hết đi, xong là bác lại cho, nào ăn nhanh lên, ăn nhanh cho miếng nữa. Còn đứa nào nữa trên kia không? Còn cháu nào không? Đứa trong nhà ăn hết chưa? Mày chẳng biết gì cả, trẻ con bọn nó, trẻ con mày biết không, ăn mỡ này nó mới béo, mới ngậy. Đứa của em là không ăn thịt mỡ gì luôn. Con mày là nó sinh ra đã ở vạch đích rồi. Còn đây trẻ con này nó khổ. Đang ở vạch xuất phát. Đây bây giờ mới đang ở xuất phát đây, còn sau cả xuất phát đây. Đây nhà đây, đấy, các bác nhìn thấy. Nhà bằng bạc. Cho miếng bạc để ăn. Đây. À, bác, to luôn. Bác cho miếng này nhá. Xin bác chưa? Đấy. Nào, về đây. Về đây nữa. Chân này ra này. Đây. Có lượt nạc được mớ này. Ừ. Còn một đứa đang chặt rau kìa, mang bảo nó về đây. Cái đứa nó đi lấy nó đây. Hồi cho ăn vừa không tí để hết luôn bây giờ. Hết nó ăn khỏe chứ. Lắm. Khỏe lắm. Nó ăn hết thế xong ăn miếng này nữa. Ôi dồi ôi, đấy chưa. Bọn này nó hờ hững như nhà nó cầm thịt của bác. Đây chó. Thôi chờ nó ăn hết đã tâm chưa. Này ra đây con. Xin bác ơi. Cái xương này là cho bỏ canh này. Ừ. Không cần đâu. Đập đấy để đấy. Tí chấm luôn. Này, có kia. Cầm hai tay vào. Kìa, đưa cho bạn kia. Bạn ấy hết rồi. Không có rơi. Còn ai nữa không? Đây, ăn hết đi.
Không tí lại rơi mất miếng rồi, lại rơi mất miếng rồi. Ui, bạn này ăn hết rồi. Rồi, bạn này ăn khỏe đấy. À, ăn tiếp đi. Nò ca ca, ăn ngon ngon. Ừ. Nò ca ca. Đây, đây. Số, cứ thịt mỡ cục cục là ăn. Sư phụ toàn cho xem. Các con ơi, không cho đệ nữa. Thôi, lắm. Mày nhịn đi. Đây, mày há mồm ra. Nào. Ui dù. Hết luôn. Cho miếng béo mới, ăn cho béo. Ừ. Ăn giờ sao? Đã đời nhỉ? Béo, béo sao mấy miếng này ông thái như viên bi này? To này ăn được sướng mồi chứ. Bị đứt hết ra rồi. Tao hổ. Còn ăn được nữa không? Đây vẫn còn này. À đây đây, em bé này vẫn chiến đấu tiếp. Nào, à, mày áo đỏ này khỏe đấy. À, ăn khỏe vào. Cho lớn. Em này hết rồi. Này còn không? Hết rồi. Đây, cho miếng này. Miếng dài này ăn mới sướng. Không cho ai cả, người lớn nào cả, nhưng cho trẻ con thôi. Trừ mỗi hàng giờ thôi. Đây, mày cho về đây. Nhanh lên, nhanh lên, nó cay. Về đây. Nhanh, đây. Đây, nhanh. Ui dồi ôi. Đây. Đây, bỏ nó dưới. Đây. Quật miếng này, đây. 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 Nó cay. Ui dồi ôi. Còn ai nữa không? Đằng sau này không? À, nào đây, đây. Đằng sau bé chưa ăn được. Đây, thịt nạc nó xé ăn được mà. 2 tuổi rồi mà. À, thế này 4 tháng à? Ừ, thôi mẹ ăn vậy. Ừ. Ừ. Thằng lớn đây à? Thằng lớn là áo đỏ kia à? Bảo mấy người về đây hết đi. Ừ. Bảo về đây để ăn cơm đi. Vẫn ít thịt. Hôm nay mùa này vẫn ít thịt. Okay. 1 triệu mới đủ. Đông lắm giờ đấy, đội quần kia rồi mà. Các chị có người lớn. Xe 20 người. Ui dồi, đông lắm, trẻ con về. Nào về đây bác cho thịt nhanh, xay nhanh. Quả kia lớn đấy, đứa kia 6 hổ. Đứa nào? Đứa kia. Đứa đấy học lớp 5 rồi mà. Nó không, thôi nó không lên thôi. Canh được chưa em? Từ chờ. Đâu còn em nào chưa ăn, mang ra. Mang đây. Mặc quần dài cho nó, quần dài đâu. Ồ, đừng có được. Đừng để nó cởi chuông. Đây, em này đang bốc cơm ăn đây này. Đấy. Đây. Xin bác ạ. Bác cơ em cùng nó. Ừ. Quay vào đấy mình cứ ăn tí mưa, chỉ muối vào cho nó ngọt ngọt một tí mới được. Mình xin đi lấy một nắm muối vào đi. Sốc không, chấm rồi mà. À, chấm rồi, không phải sóc nữa đâu. Đâu còn em nào chưa được ăn nữa, cho ra đây. Còn ai chưa được ăn ra đây, bảo cho ra đây. Em cho say thịt luôn. Phải lấy một cái bàn nhỏ nữa cho bọn trẻ con ngồi. Lấy bàn này này. Ừ, bàn này này. Tí nữa cho luôn đây nhỉ. Vẫn ít thịt rồi. Đúng, hơi ít thịt rồi. Trẻ con đông quá phải xe gì cái này. Trẻ con ngồi ngoài kia. Chú xe máy kìa. Ừ. Món này mỡ này chưa ăn thua gì. Đã chưa anh Hải, anh Thái một phát một cục bằng nấm này. Hai thằng gặm hết luôn. Nhà ông trên này này. Nhà ông 13 người con này. Một phát hết luôn.
khỏe lắm trẻ con này, ăn thịt lâu mới được ăn một lần, lâu lâu ăn một lần mà. Này này con, này bác cho miếng này, nó cứ phải miếng mỡ mỡ này nó mới sướng nhớ đời. Này con ăn à, đây đây đây. Càng nhiều càng thích, càng nhiều càng thích. Có cái đứa bé đây cũng ngồi nó. Bảo vệ đưa áo hồng mấy cái bé đây cho được cho... Đây anh Hưng, anh Sư ai cầm cầm nữa cho nó này. Anh Sư đấy cầm cho nó. Ui lòng thái ngắn thế. Nhưng mà đông người sợ tí nó hết nhanh. Ờ đông người sợ hết nhanh à. Ờ thôi thái đi. Đây quả, quả này không rạch ra mới sợ. Nói lên cái quả gì đây. Hưng sinh. Hơn quả bóng bay luôn. Đấy, tôi thèm rót nước dãi rồi. Tuần chưa dám ăn miếng nào ấy. Mà ông Linh giờ, ông Tư lúc giờ, ông Thái, ông ăn suốt từ nãy giờ. Không 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 không. Tôi cho trẻ con ăn thôi. Này này này. Này còn đứa nào nữa. Nhanh. Chán hết rồi, một đứa ba miếng thế ăn chẳng ngấy rồi. Trẻ con ăn sợ thịt luôn. Lâu mới được một đứa thì anh ạ. Anh có khách vào mà nhà thì trước khi này nửa nào mới được một bữa thịt đó. Khổ lắm cơ. Nhà thằng này còn nhà bạc này. Thằng buổi này còn nhà bạc này. Đồ to giờ cháy cái bạc ra đó. Nào cho phổi vào đi em ơi, sao đi. Đây là phổi lợn nhá. Mà nó băm ra để nó xào với cả rau cải. Chuẩn bị gọi sẵn gọi muối đây, cho muối vào luôn đi. Muối chỉ là nó có này. Đây đây. Thằng Tài là hay cho mặn lắm ấy. Thằng Tài đấy, nó định xúc luôn nửa cái muối này. Anh biết mà, nó nấu chuyên nấu mặn. Không 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 cho mì chính đâu em ạ. Cho mì chính để gia đình ăn. Đâu đâu anh xem cái gói mì chính của em nào, xem còn nhiều không. Đây là còn một ít mì chính thôi. Cất đi. Mì chính với cả bà con là quý lắm. Cho mỡ vào là không phải rồi. Không tí xào rau mới phải có muối một tí mới ngon. Hả? Nay hôm qua bà kia cũng còn này. Cho mỡ lỡ, dầu ăn à? Vâng. Nghe mà hình như mình phải quên không bảo lấy cho mấy cái miếng mỡ mỡ ra cho đảo cho nổ lốp 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 lốp. Cái này sắp nổ rồi. Nó khô khô thì nó nổ. Rau cải đây đúng không? Đúng mà. Mất cay đấy. Múc canh đi anh ạ. Anh trò ạ. Xem có ông nào múc canh đi, múc canh. Múc ra 2 chậu canh. Cơm bằng kia có đủ không? Cơm nồi cơm bằng kia có đủ không? Hả? Ừ. Thế lử sử bê cái nồi cơm này ra đi. Có đủ bát không? Bát có. Được rồi em cho rau cải vào đi. Sao vùng gì mà đậy chặt thế? Thử ngửi nào trong cay không? Hả? Cay cay đấy anh ạ. Phải cay thì mới được. Cay rồi.
Con này có chân chệt không? Chệt không có. Hả? Không có. Không có âu á? Đúng rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Con mỗi 2 chậu này thôi à? Ồ, chậu này có đầy rồi. Thế lấy thêm để múc rau ra. Vâng. Cái này được ở đây, hôm qua thấy chị kia chị đảo thế thôi. Không, lửa hôm qua lửa to, cứ đảo tí nữa đi. 30 giây nữa. Đảo tí nữa nó không cay nữa đấy. Cay quá, cay quá. Được rồi, anh thấy cay rồi. Được rồi, bắc xuống đi. Bắc xuống nhanh lên đúng. Đấy. Múc hai ông ở trước đi. Cái này càng nguội càng cay mà. Ôi không phải, múc rau cải cay kia trước em. Múc canh sau để họ kiếm chậu. 10 thằng chúng mày mới nấu ăn bằng một thằng ước thôi. Anh khẳng định. Thằng ước đi cùng anh 2 năm anh biết. Không phải đánh giá ấy đâu nhưng mà còn mày đi cùng anh mà phải tập nấu cơm phải nhanh nhẹn mà. Ước làm rất là giỏi, Thắng không phải chê khen gì đâu nhưng mà từ là chế biến một con lợn luôn. Chỉ trong vòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ là có thể ngồi vào bếp ăn được cơm rồi. Mặc dù là nhiều chỗ điều kiện nước nôi cực thiếu. Ước là một tay đầu bếp ở trong làng. Được rồi, rồi em ơi. Đây canh xương. 2 ấu canh xương với cả cho trẻ con nữa. Ui dồi ôi, bắp cải. Đâu một chậu nữa đâu. Mang đây nào. Có người nào không biết ăn đũa không? Hả? Có à? Thế thì phải ăn thìa thôi nhá. Bế ra đi em. Đâu cho chậu nữa vào đây. Lại đi rửa à? Lấy một cái ấy nữa múc cho trẻ con. Nước canh cho trẻ con. Lấy một cái nữa múc canh cho trẻ con. Đâu? Trẻ con không ăn được xương. Có bàn cho trẻ con rồi chứ. Này bên nốt chậu này ra nè em ơi. Rồi, trẻ con ăn thế thôi, nước canh. Nó ăn thịt là chính. Đấy. Xong bữa cơm cho bà con. Ủa, đúng rồi. Lấy cái bát ra nó chia tí tí cho trẻ con này. Bây giờ lấy sang bên kia cho trẻ con ngồi bên kia nữa. Trẻ con không ăn ớt đâu. Hả? Hay là nó có ngồi được hết vào đây cùng không? Đông lắm, đông lắm. Đông thêm bơm. Hết rồi. Ít thịt quá nhỉ. Anh lành nhà ít thịt đi cho trẻ con. Thế thì nhặt thịt sang. Mình ăn mấy cục xương thì được rồi. Ba mẹ ngồi hết vào đây chứ. Ngồi hết vào đây đi. Bên kia cho nguyên trẻ con thôi. Lấy ghế trong nhà ra đi. Gọi các bà vào đây đi. Ngon đấy. Bà Minh nhủ vào ngồi ăn cơm đi. Mình có thể ngồi sổ vào được nhưng mà các chị em phụ nữ là không ngồi sổ được như mình đâu. Ôi từ từ mà à, bảo nó lấy cơm ra cho ăn đã. Bảo lấy cơm, lấy ông cơm cho trẻ con. Ít quá. Lấy thêm đầy vào. Ôi nó nhặt hết thịt tuần đồng nữa. Thế lấy thêm. Đưa thìa cho nó đi. Ăn cơm đi các con. Ngồi xuống ăn đi. Rồi còn các bà sang bên kia. Bé con nhỏ thì sang bên kia.
hãy xuống cả nhà trở về thôi. Sang kia đi. Để đây trẻ con ăn bên này. Này, cháu bé lớn vào ăn cơm đi. À, con đủ thiền. Nó bé quá cho ngồi vào cùng em. Xình đâu giải thích hộ anh. À, bảo là nó bé này không cần phải cho ngồi đây, cho sang kia ngồi cùng mẹ. Rồi, ngồi ngồi xuống ăn cơm đi. Này 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 này. Đi đi ra đâu, đi ra đâu. Nó nó đi. Này đi ra đâu, đi ra đâu. Có thịt kia rồi, cho hết thịt ăn rồi. Ăn đi được rồi, mấy hôm nữa anh quay lại cho mẹ ăn thịt. Hôm nay là ngày nghỉ bọn nó về. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Mình không nhớ ra, mình nghĩ đâu trẻ con hôm nay vào đông thế. Rồi, vào ăn cơm đi. Nào, các bà ăn đi, vào nó mỏ ấy. Lâu lâu vào xong là còn chiều còn làm tiếp. À? Bảo vàng các bà ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bao nhiêu nhỉ? Thôi để cái này cho chị bên này ngồi xuống này. Bên này ngồi xuống đây. Mình tay dài mà, mình ngồi đây. Na 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 chạm luôn này. Cái ghế đi cặp kênh không? Cái ghế của em nắng đấy. Đây đây này. Được rồi, đây còn một người nữa ngồi đây. Thêm một người nữa vào đây. Còn ai nữa nhỉ? Bữa cơ này. Cơm đi. Cơm đi, ăn đi. Nó à? Thôi thống nhất không rượu chè nhá, cất rượu nhá. À, cất rượu đi, cất rượu đi. Ăn cơm đi. Tí còn đi xe đi cộ các ông. Tí đằng nào các ông phải đi làm cơ. Nhá. Nó mỏ nhá. Các bà, các chị em nó mỏ đi. Nó mỏ. Làm tí rau. Mời các bạn. Đói quá rồi, 12 giờ trưa rồi. Cứ rất là cùng các bạn ăn cơm nhá. Nha. Cơ nhá. Cảm ơn. Rồi. Bà con mời bên. Mời bà con ăn cơm. Ơ giờ chạy về à? Đây, hay. Giờ. Xe bên trên này. Xe đây mà. Giờ đâu nhỉ? Đây đây, nhanh lên. Nhanh nhanh lên. Cơm đây. Nhanh lên, nhanh lên. Quay video. Mời các bạn cơm. Được không? Rồi. Rau ngon mà. Đội này không ăn đũa đúng không? Vâng là không biết ăn đũa. À đấy. Này thôi ăn đi. Cho đũa không biết ăn. Đi học thì cô giáo mới dạy cho các ông ăn đũa. Còn ở nhà các ông toán thìa thôi đúng không? Cái ấy nhờ. Cái sọc cái mũi. Mình đi học
Nhưng mà hết lần rồi, thành công nó cái người hiện này. Ừ. Có nhà có biết gì? Nhanh lên em ơi. Lên ăn cơm đi. Cơm ngon lắm. Hôm nay ăn ngon đấy, ăn bà con đông này vui. Như những con lợn ăn chung một máng. Ăn xương. À, đẩy lui cái ghế kia vào cho giờ nó ngồi một ghế nữa đấy nữa. Còn bát không? Còn bát ăn cơm không? Bát đây có. Ngồi đây đi. Bát của giờ đây rồi. Đấy. Anh nhường cái ghế cho em luôn này. Ừ. Anh ngồi đi. Anh có đúa không? Đúa có mà. Có đúa đâu. Đi chỉ đàn này nữa. Đây. Xin mời nhá, xin mời tất cả các bác non mỏ. Ừ. No đi. Rau cải ngon lắm. Rau cải không? Ừ, rau cải á. Ừ. Ô, rau cải cay quá. Úi dồi. Đúng là ăn ngoài này ngon nhỉ. Ăn sướng không? Ngồi với bà con ăn ngon luôn. Ngoài ra còn nhìn bẩn bẩn tí nhưng mà ăn này sướng. Đời nó thế cơ mà. Hôm nào lên làm phải hơn triệu tiền thịt thì thôn này có con trẻ con này mới đủ ăn nhiều. Ừ. Em mua hai chân giò với cả cái đầu lợn này 500.000. Ở đây bán đắt. Thì lợ là dân địa phương ở đây nó đắt hơn. Lấy thịt cho nó ăn nữa đi. Ăn đi, bên nhiều mà. Vâng, phải chuyển tăng cường từ bên này sang bên này cho các chị em còn ăn khỏe hơn đàn ông. Nói chung chẳng mấy khi được ăn thịt, đúng không? Đồng bào khổ lắm. Ăn thịt ăn rau đi, ăn rau này này. Rau ngon lắm. Rau cành ngon. Mai kiểu gì kiểu lại phải làm bữa này đấy. Không nghe. Cay quá. Thôi không uống đâu. Ôi chì hào quá. Thôi. Bà con ăn no rồi thì uống một hai chén rồi. Chiều bà con đi làm thì em uống đây thì tí nữa đi về không đi được. Thôi đang ngủ đang làm chén đây. Không uống. Ôi nó còn làm chén rồi. Chì hào. Lấy thịt này cho bọn trẻ con đấy. Ăn nốt nữa đây. Sợ thịt à, mấy đứa kia sợ rồi à. Ngấy á. Chiều anh em làm. Hả? Chiều làm đến mấy giờ lại nghỉ? Hả? 3 rưỡi 4 giờ à? Thế là đi làm luôn à? Cái tên YouTube của anh Nguyễn Tất Thắng. Đánh đi. Anh viết đi. Mày học lớp 5 mày bảo mày biết chữ mà. Biết chẳng quá. Biết chậm mà. Đúng rồi. Nguyễn Tất Thắng nha. Ừ. Không có giống.
Cái này không có mạng à? Bên này không có súng. Thế thì làm sao mà tìm được? Đây chơi đấy đi luôn. Còn chữ Thắng nữa, đang đánh được với Nguyễn Tất rồi. Nếu không có mạng sao tìm được? Đây có. Hả? Một vài đôi. Kia, anh đang cầm máy quay nên là ra bảo thằng kia gõ cho. Tài, mày ra tìm kênh Nguyễn Tất Thắng cho thằng này. Mày cũng học lớp 5 à? Lớp 5 mà mày không đánh được chữ, mày đúng không? Nó bảo mới biết chữ, bây giờ lớp 5 nó không chữ. Cứ ăn thìa đi cho thoải mái. Cầm thìa mà ăn cho nó dễ. Cứ ăn thìa để cho nó dễ ăn. No chưa? Sao? Thế là một hai tuổi nữa trồng ngô xong. Trồng xong má đầu là có mấy người đã nhà có mấy người làm. Có đi làm thuê là trừ tiền là một ngày là 200.000 rồi. Nhá. Không, không, không. Không, không thế đâu, để bảo đi. Thế là thằng Súa này, thằng Canh này có đi làm thuê là đi. Cũng không làm nên có đủ cho tiền làm nên làm một ngày. Nó ở thôn khác à? Thôn chặt, thôn đường 200. Nó về đây nó hộ á? Ừ, đúng rồi, em bảo mấy người nhà, mấy người làm. Thế đấy là tùy thôn thôi, em không biết đâu. Tại vì nếu mà đúng ít rồi. Người quá thì các anh phải thuê người hay như nào đấy là em không biết đâu. Còn cái số tiền mà em nhận được là em sẽ mua xi. Đấy, chỉ mua xi về cho bà con làm thôi. Còn bà con là có trách nhiệm phải nghiền đá thì mới có xi đổ. Đúng rồi. Đấy là em nói rõ như thế nhá. Ừ, thế rồi. Ừ. Làm, còn bà con đi nhờ người ở, nếu mà nhờ người thôn khác phải trả tiền hay như nào đấy là việc của bà con. Đúng rồi. Nhá. Đúng rồi. Em là có trách nhiệm đấy, số tiền là em công khai ra và em mua bao nhiêu xi về đây thì bà con nhận đấy lấy xi. Đấy. Đấy là xi là hôm trước các bác là bảo 90, giá 90. Nhưng mà em đã đi hỏi được cho các bác là giá 85 thôi, là chở đến tận đây. Đấy. Ờ, thế là bác các bác là chỉ việc nhận thôi. Đấy. Không đến lúc mà các bác bảo mua giá 90 là em đã ra huyện, em hỏi được rồi và họ bảo là thì làm thiện nguyện thì họ bớt cho là giá 85 rồi. Nhá. Thực ra là em là không bao giờ là em, mấy khi là em đi tự đi mua vật liệu với tụi mua đồ đâu. Không được. Đấy, chẳng qua là do bà con nói thế mà nó chênh lệch giá nên thế thì em mới phải hỏi thì em mua được cái giá rẻ đấy thì mấy cả người đó họ cũng xem bio và họ bảo là họ bán cho giá 85 thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Còn bọn anh là nói là giá 90 đúng không? Đúng, mang vào đây đúng không? À, 90 thế thì ở ngoài kia là họ bảo mấy em rồi là họ là làm thiện nguyện là họ sẽ giúp là 85. Đúng rồi. Thế là có mua tuần hai tuần hết có trồng ngô trồng. À, bác cứ trồng ngô đi. Cứ trồng ngô xong nghiền đá đi. Nghiền cứ túc tăng nghiền. Đây là những cái hòn to này này. Không, bổ hết ra đi. Không được, cái này xa rồi. Bù con này hay là hồ to này. Hòn to này cái gì? Mấy hòn to này gì? Hồ to này. Ờ. Hòn to chỗ, đấy. Chỗ cây đào kia mới ở này gì? Khua là bổ cái ra đi. Nhà đá lên nhanh rồi. À. Nhanh rồi. Ừ. Là mua cái ống là để cho sứt ở dế này này nhanh rồi. Ừ. Hai tuần nữa à? Hai tuần có trồng ngô xong. Hai tuần nữa mới trồng ngô xong. Xong vẫn đang cày vừa làm cỏ này. Rồi nhá. Ừ, gọi điện nhá. Ừ, số này số đây thầy. Số ngay gọi rồi. 335 335 đấy. Có để mà Vinan có việc Thiên không đăng ký không gọi được. Ừ. Biết rồi số thầy số biết số rồi không thì nhờ ai nháy cho. Đúng rồi. Là khắc vào. Nhá. Ừ. Được chưa? Ok. Ừ. Làm chế rượu đấy. Không rượu chè gì. Không, các bác không gại uống rượu. Em mà ghét nhất là uống rượu đấy.
chẳng qua là trừ trường hợp là nó ấy thì em mới uống rồi. Chẳng hạn là khánh thành tổng kết. Hôm nay ngày nay bà con ăn, bà con phải đi làm. Em ngại nhất là phiền hà đến giờ giấc của bà con đi làm. Nó bảo đấy ông vào tôi không đi đi làm được, đúng không? Ừ. Làm xong xong. Còn có tháng mà thân tháng 10, tháng 8 còn là không có mua đô nó xin là đi lại trên này đi đi vào nhà ông trời nhá. Ừ. Bảo đến xin bảo xin nhắn nhất để cho xin đây là ông trời nhá. Ừ. Nhá. Đi là bên bên này đi là mùa là không đi được đâu, sợ ngán á. Trời này là mưa là không đi được, đúng không? Đi được là mưa. Ừ. Nhá. Làm đến nhà ông sò mà. Xin đến xin được nhà xin được không phải là nhà nước mà là đây là xin của các mạnh thường quân họ xem cái video này này. Ờ đúng rồi. Đến anh yên tâm là sẽ đến nhà ông sò là nhà anh đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đấy thì sẽ đủ xin em sẽ xin làm thế nào là cố gắng là hết cỡ để cho bà con có đủ xin để làm đến đấy. Đúng bây rồi. Giờ bác các bác cứ nghiền đá đi. Đúng rồi. Nghiền đống to vào đấy. Cứ đống to thành chất lên thành núi vào. Đúng rồi, đúng rồi. Nhá. Vâng. Ừ. Nên bảo thế là xin là xin đi bà xá là con chủ tịch hiệt được không 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 chẳng biết được là cháu có chú ở nhà chú không biết cái gì đâu. Ừ. Xin là không được đấy qua điện là đi bà xá. À, xin chủ tịch bà xá chủ tịch hiện ra có không có đấy cần là thính tú. Ừ. Đấy nhá. Không là thính okay, tú. Ok ok được. Đi được nhá. Ừ. Mưa là biết là mưa là không đi được rồi. Cặp nhá con uống rượu là không uống được cây nhá. À không uống rượu thì thôi cũng. Đi làm nương rồi nhá. Ừ làm nương đi cứ đi làm nương đi. Sửa thế ăn khỏe đấy nhờ. Xong chưa xong là để bỏ cái này ra xong rồi còn lắp cửa vào giả cho nhà không sao hay là tí tự lắp được nhá. Là thế thì anh em di chuyển đây xuống dưới nhá, chào nhá, mù chê đấy. À, thế tí lắp cửa vào xong rồi đi làm lại làm tiếp nhá. À. Mù chê đó. À. Vâng. Thôi chào các em nhá. Anh đi đây. Thôi hôm khác quay lại nhá. Cố gắng làm nương xong nghiền bột đá nhá. Xả hai viên đá to kia trước đầu tiên nhá. À, thằng ngày này mới là ngày này hai thằng trẻ này. Hộ ông sò mấy ông ấy nữa. Chúng mày có ý định đi làm thuê không đấy? Không. À, không thích. Không thích à? À. Thế thì ở nhà thì làm đường nhá. Lúc nào cái đường này đổ bê tông xong thì vẫn làm xe. Lúc nào Đổ xong thì đi làm thuê để. Đúng rồi. Được rồi, nhớ nhá. Vâng. Bắt tay. Chuẩn nhá. Ừ, cố gắng làm đường thôi. Ít hộ nhưng mà thôi cố gắng. Như ông sò ông bảo là nếu sợ ít người quá mà phải thuê người ở thôn khác thì cái đấy thì đấy tùy việc các anh em bố trí thôi. Còn là tiền kia là đã thống nhất là để mua xi rồi. Mới cả đã cho 3 triệu hôm trước để đổ dầu rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 3 triệu đấy là ông chứ cái cầm, ông đang đi cầy hôm nay không ở đây. Đúng ông cầy nương xa trên kia không về đây được, đúng không? Đúng rồi. Thế là thống nhất là hôm đấy xong mua xong là test máy nhá. Đúng rồi. Thế là em chào nhá. Hẹn hẹn hôm khác. Hẹn hôm khác. Anh rất là nhiều nhá. Rồi rồi ok. Đây nhỉ, mấy anh em thu binh đây. Thôi chào các chị em nhá. Mù chê nhá. Nó cay xong rồi, no rồi. Ừ. Nào kia để cho chú già chú phi xe máy xuống nào. Ừ. Ăn thịt nó. Úi này vẫn còn bóc thịt ở xương ra đây. Nó đã đời nhá. Đã đời không? Hôm nào vào lại ăn thịt tiếp nhá. Rồi. Hôm nào vào phát sao được rồi cho 3 cái đầu lợn luôn. Cho huy động hết mấy nhà ở đây ăn. Thôi chào đây. Bye bye nhá. Cháu về nhá. Rồi rồi ok.